hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Chào cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy anh em Sang lại tiếp tục ra ngoài đồng cỏ mọi người. Thì hôm qua là một ngày thực sự rất là buồn đối với Sang cũng như là cái kênh Sang Vlog của Sang luôn. Tại vì trong một ngày hôm qua thôi mà kênh của Sang bị tụt người đăng ký cũng như rất nhiều người hủy đăng ký kênh của Sang. Với lý do là hôm qua Sang với mấy đứa có đăng một cái video sẽ nói với mọi người là sẽ sử dụng 40 triệu để mua toàn bộ cái số cua để ăn cùng với mấy đứa. Thì nhiều người vào bình luận nói với Sang á là Sang quá phung phí đồ ăn cũng như là quá lãng phí nên hủy đăng ký kênh của Sang cũng như là không xe tẩy chay Sang. Thật ra thì trước tiên á, Sang muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ở đây vì cái video ngày hôm qua thì Sang đã ăn con cua đó quá nhiều cũng như là quá mắc nên Sang muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì Sang đã lãng phí cũng như là phung phí đồ ăn. Nhưng mà như vậy nha, mới đầu á, Sang với mấy đứa thì cũng đã có bàn tính với nhau. Sang có hỏi ý kiến của mấy đứa là cái số tiền đó thì mình nên làm gì. Thì dự định ban đầu của Sang với mấy đứa là sẽ mua một ít cua thôi để cho mấy đứa ăn một cái buổi tiệc ăn mừng. Xong rồi số tiền còn lại thì sẽ phát ra chia ra cho mấy đứa mà chưa có bò. Nhưng mà thật ra phát ra chia ra như vậy á, thì nó không công bằng. Tại vì đợt đầu á, mấy đứa kia nó bốc thăm á, là nó trúng được 4 con bò. Nhưng mà đợt sau á, mình không có đủ tiền nữa, mình lại đưa bằng mình không có đủ tiền mua bò, mình đưa bằng tiền á, thì nó không có công bằng. Nên Sang nói mấy đứa thì cái việc mua bò á, thì Sang sẽ cố gắng là tự dành dụm và sẽ cho mấy đứa sau. Còn cái số tiền này á thì sẽ làm cái gì để mà cho nó hết một lần luôn. Nên mấy đứa nó nói là nó thèm ăn con cua nên nó kêu Sang là thôi mua một cái bữa tiệc nhiều nhiều đi rồi cho mấy đứa ăn thật đã. Với lại là từ trước tới giờ mấy đứa đi theo cùng Sang á làm rất nhiều video sinh tồn, ăn cá ăn ốc này kia, chứ rất ít khi mà Sang có dịp nào mua thật nhiều cua, thật nhiều tôm để cho mấy đứa nhóc nó ăn cho nó đã. Nên mấy anh em Sang quyết định là lấy số tiền đó để mà cho mấy đứa nhóc nó ăn. Và cái phần cua còn lại á, thì Sang với mấy đứa mang phát cho những người mà khó khăn ở trong làng. Tại vì Sang với mấy đứa suy nghĩ như thế này, mấy người ở dưới quê á, thì có bao giờ được thấy cái con cua đó cũng như là có bao giờ được thưởng thức nó đâu, đúng không mấy đứa? Dạ. Nên mấy anh em Sang cũng muốn là họ thưởng thức thử một lần cho biết. Tại vì dưới quê đâu có cái con cua này đâu mọi người. Thậm chí những cái người đó có khi còn không biết con cua biển là như thế nào nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng sai đúng không mấy đứa? Tại vì cái số tiền 40 triệu đó cũng không phải là nhỏ. Nên hôm nay thì Sang quay cái video này đầu tiên muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Mong muốn rằng mọi người có thể bỏ qua cho Sang, đừng có hủy đăng ký kênh của Sang nữa. Công sức gầy dựng mấy năm trời, hôm nay bị tuột người đăng ký thì Sang cũng rất là buồn luôn. Còn hôm nay thì bỏ qua những ngày buồn đi, mấy anh em mình ra ngoài đây á, tại vì Sang với mấy đứa rủ nhau á, sẽ làm một cái cuộc thi là trốn tìm một ngày ở ngoài cái khu đồng cỏ cho mình nha. Và mọi người xem khu đồng cỏ cho Sang này, rộng bao la luôn, trải dài bạc ngàn từ tới trên kia, xong rồi tận tới cái đỉnh đồi phía trên kia mọi người. Thì hôm nay á, anh với mấy đứa sẽ thi một cuộc thi trốn tìm. Anh là người đi tìm, còn mấy đứa sẽ là người đi trốn. Bây giờ cái chỗ trốn ở trên đồng cỏ này á, thực sự ra nói là rất là rộng nha mấy đứa. Dạ. Nên mấy đứa nếu mà trốn xa quá thì anh sẽ không kiếm được. Mấy đứa chỉ được quyền trốn ở cặp theo con suối này thôi. Đây, ở đây là có một con suối nè mọi người, trải dài tận tít từ trên trên đây mà nó trải dài xuống tận tới cái cục đồi xa xa phía kia kìa. Thì mấy đứa nó chỉ được quyền trốn cặp theo con suối này. Và từ suối á, cách lên khoảng tầm 200 bước chân thôi nha mấy đứa. Dạ. Không phải là trốn tận trên kia thì quá xa luôn mọi người. Tại vì cái cánh đồng cỏ này nó rộng tận tới trên kia luôn. Nên cứ cách cái con suối này 200m thì mấy đứa được trốn, còn xa quá thì là thua, bị loại. Người thắng cuộc trong cuộc thi này á, mà anh không kiếm được á, thì sẽ được 1 triệu đồng từ anh ha. Nếu như 7 đứa ở đây á, mà anh không kiếm được đứa nào hết á, thì sẽ được 7 triệu. Còn nếu mà anh kiếm được hết á, thì sẽ không được nhận một phần quà nào từ anh hết. Hiểu chưa? Có chơi có chịu nha. Và người thua á, thì còn phải chịu một hình phạt nha. Hình phạt từ anh đó chính là cởi áo ra, anh trét hết sình lên trên người đúng không? Rồi bắt đầu là đội nón lên, đứng ở ngoài nắng 15 phút
khi nào mà sình nó khô nó cứng lại thì mới được đi tắm rửa để xem cái cảm giác khi mà sình nó dính vô lông sẽ như thế nào nha. Có chơi thì mình có chịu thôi. Nãy giờ anh nói thì luật chơi mấy đứa đã hiểu rõ hết chưa? Nên bây giờ thì mấy đứa sẽ có một tiếng đồng hồ để đi trốn nha. Và anh sẽ có nửa ngày để đi kiếm, là anh sẽ kiếm từ bây giờ đến chiều nha. Tại vì cái khu này thật sự ra nó rất là rộng mọi người. Nếu mà kêu Sang kiếm trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đảm bảo sẽ không kiếm được đứa nào đâu. Nên Sang sẽ có khoảng tầm 6 tiếng để đi kiếm và mấy đứa sẽ có 1 tiếng để đi trốn nha. Nếu mà đứa nào mà kiểu dạng như là nằm đó mà trốn không nổi 6 tiếng thì sẽ là thua đó. Nên mình phải lựa chọn những cái chỗ nào mà mình có thể ở đó lâu thì mai ra mới thắng được nha. Chứ không phải là nằm ngoài nắng này đảm bảo là thua luôn. Anh sẽ kiếm được, với lại là nắng quá cũng không chịu nổi đâu nha chưa. Nên cứ kiếm chỗ nào mà nó thích hợp nhất thì trốn thôi. Giờ thì đưa cái điện thoại đây. Mấy đứa có đồ Sang phát cho mấy đứa, mỗi đứa một cái đồ để quay. Nên bây giờ thời gian thì anh sẽ bắt đầu. Khi mà anh bấm đồng hồ bắt đầu thì mấy đứa sẽ tự mình đi trốn nha. Có 1 tiếng đồng hồ nha. 1 tiếng đồng hồ của mấy đứa để đi trốn á. Bắt đầu. Rồi chạy đi. Lẹ lên nha. Trốn chỗ đó hả Dánh? Rồi ok. Được không? Ôi vậy đang chạy kiếm chỗ khác, kiếm kỹ hơn đây. Đi kiếm chỗ khác đi. Chỗ khác này. Đây nè. Vậy là tụi con phát hiện được cái chuồng gà bị chui dưới đây nha mọi người. Dạ thằng nào trốn vô. Chui vô đây. Sang đi. Đó. Vậy là an toàn rồi. Chuồng này lâu lắm á. Rồi chui bịt lại. Rồi ok. Chuồng cậy nha Minh. Ở đây thì có cái chuồng gà rất là mát nha mọi người. Hôm mình chúng đây chắc chắn là sẽ an toàn. Rất là kín luôn. Giờ còn hai đứa kia nữa. Coi thử có chỗ trốn không kìa. Bị sập hết rồi. Có mấy cây bao lưới, bao cho chăng. Cái này thì trốn được á. Được không? Trốn được. Được không? Chạy trốn đại, hết chỗ trốn. Trốn kỹ nha. Rồi. Được. Rồi còn bỏ hết chăng. Đi Tâm. Ngồi im đó nha, sau. Con đi kiếm chỗ nào trốn. Đi suối. Ở trên đây là bãi cỏ. Đây là bãi cỏ. Giờ con trốn ngay đây. Xíu nữa Sang đi kiếm tụi con. Ở đây có cỏ rất là nhiều, cao nữa. Con sẽ chui trốn nha mọi người. Lúc kia chắc an toàn rồi đó. Ở đây con chắp đuổi sừng. Đây là con chắp xuống. Đây là con kịp cưỡi áo. Chắp 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 sừng. Anh chọn anh chạy chứ không được. Thấy con. Thấy con trốn quá là kỹ lắm. Ê.
Không phải lúc xưa nên sao được thấy được con. Nó chui vô xanh. Thôi. Thôi có chết này. Bên này là trên mặt trời. Chị con đang nằm ở đây. Con lấy cái sừng con đang đắp hết mùi. Sao rồi? Giờ xe tụi con sẽ trốn đây nha. Nằm xuống luôn. Hey, lấy cỏ đập lên trên đầu. Đôi dép kỹ luôn. Rồi nằm xuống. Giờ tụi con sẽ trốn đây. Giờ hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nha mọi người. Có lẽ bây giờ thì mấy đứa cũng đã trốn xong hết rồi. Nên Sang sẽ bắt đầu đi kiếm nha. Thì ở trên đồng cỏ này á, nói chung là nó rộng bao la, nhưng mà kiếm mấy đứa thì cũng không quá khó nha. Đầu tiên á, là cái cỏ này nó cũng không quá cao. Mấy đứa thì khi mà nó đi á, nó sẽ để lại dấu chân trên cỏ. Và thứ hai á, là cái đồng cỏ này rất là thoáng luôn. Sang có thể nhìn một phát, nhìn tận tích xa. Nên cái việc kiếm mấy đứa thì rất là dễ. Với lại là Sang có ở đây tận tới 6 tiếng đồng hồ từ giờ đến chiều tối. Nên kiếm mấy đứa Sang cứ từ từ mà kiếm thôi. Giờ thì sẽ kiếm dài dọc ngược lại phía đây nha. Tại vì khi nãy thấy mấy đứa nó chạy xuống dưới đây, không có đứa nào chạy ngược lên hết cả. Nên mình sẽ đi dọc xuống để mình kiếm mấy đứa ở dưới đây nha. Như lúc đầu đã nói thì Sang cũng không cần kiếm quá xa nha. Cứ cách cái suối này ra khoảng tầm 200m thì Sang sẽ kiếm. Tại vì mấy đứa nó không có được quyền trốn xa hơn 200m. Và mình sẽ kiếm dọc từ đây ra tới cái chỗ nước màu trắng trắng phía ngoài kia mọi người. Ngoài đó thì cũng khá xa đó. Bây giờ Sang sẽ đi dọc theo đường nha. Và đi cái này thì cũng dễ là mọi người thấy không? Đây này. Đây mọi người thấy dấu chân khi nãy mấy đứa nhóc nó chạy không? Giờ thì Sang sẽ đi theo dấu chân của mấy đứa nha. Với lại đi dọc theo sông. Ôi! Chưa gì là Sang kiếm được nhóc rảnh rồi. Trốn gì mà dễ kiếm như rảnh. Rồi lên, một đứa đầu tiên. Sang vừa mới nói là Sang vừa mới nói là Sang đi dọc theo suối đi kiếm thôi. Là phát hiện dạnh nó trốn dưới đây rồi. Một đứa đầu tiên luôn. Khó trốn quá đúng không? Tại chỗ này nó thoáng, nó rộng quá mọi người. Suối này thì nó trống trơn. Vậy là rất là xui luôn mọi người. Dạnh là người bị Sang bắt đầu tiên nha. Bắt cá hả? Trốn tìm không lo trốn đi bắt cá. Nên lòi đầu lên là Sang thấy liền thôi đi. Dạnh quay trở về cái vị trí kia. Cái điện thoại đợi anh dưới đó nha. Giờ thì Sang lại tiếp tục đi. Được một đứa rồi nha mọi người. 7 đứa thì Sang đã bắt được một đứa rồi. Giờ thì mình sẽ đi dọc tới đây. Cái này thì Sang vừa đi vừa quan sát nha. Xem là cỏ nó có động đậy hay không. Sang đi nãy giờ tới phần cỏ chỗ này mọi người. Cỏ nó khá dày luôn nha. Nên có thể là mấy đứa nó sẽ tận dụng cái lớp cỏ dày này để mà lẩn trốn dưới đây. Bây giờ Sang phải kiếm kỹ cái chỗ này nha. Giờ thì mình cứ kiếm dọc cái suối thôi. Ở đây thì vừa có cỏ vừa có gai luôn. Những cái bụi lùm như thế này thì mấy đứa nó cũng rất là dễ trốn rồi mọi người. Nhưng mà không có. Giờ ta sẽ kiếm từng bụi lùm. Cái lớp cỏ dày này á thì nó có một khuyết điểm cho mấy đứa đi nha. Là ở đây Sang phát hiện là có mấy cái dấu chân nè mọi người. Đó. Giờ thì đi theo dấu chân này nha. Đây này, đây dấu chân đi tới đây này, đây này. Ở đây có hai đường dấu chân nha mọi người. Ở bên đây một đường này, bên đây một đường. Sẽ kiểm tra cái đường này trước. Ở đây là suối. Sĩ một hàng. Ai đây? Buồn hả? Nhăn hả? Lên đi. Dạ sao còn thấy được em đi chứ? Thấy cái camera kìa. Ở đây Sang phát hiện nhóc Quỳnh nha mọi người. Nằm dưới sinh luôn. Quá đúng chơi lớn luôn. Quá dễ kiếm luôn. Tại vì mấy đứa đi ở dưới sinh á. Trời ơi, Quỳnh nó nằm tận tích dưới sinh luôn mọi người.
Rồi lên đi, bắt được nhóc Quỳnh đó mọi người. Hứa không? Dạ không. Không hứa à? Dạ. Rồi ra ngoài kia tắm rửa, đợi anh ngoài kia nha. Dạ. À, cái cỏ chỗ Quỳnh đi nè mọi người rất là dày luôn. Quỳnh nó đi vào là để lại một đường dấu chân á. Nên Sang kiếm được nhóc Quỳnh đầu tiên. Rồi thứ hai, quay về vị trí ban đầu nha Quỳnh. Giờ thì Sang sẽ tiếp tục là đi theo cái dấu chân phía bên đây. Bên đây còn một cái đường dấu chân nữa nè. Có hai đường dấu chân nha. Khi nãy là mình đi vào đường đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi theo đường này. Thôi rồi. Đây này, cái hướng dấu chân tiếp tục đi đường này nè mọi người. Đây, đây có đường qua nè. Ở đây là một cái bãi sình nha. Còn đây là con suối này. Phía bên đây là cái lùm xe vừa mới đi qua. Cái chỗ này thì nhìn sơ là không thấy ai đâu. Không có ai phía trên nha mọi người. Bây giờ Sang thì tiếp tục đi. Chuồng gà này, đi sang qua bên đó kiểm tra nha. Ủa đây có dấu chân luôn nè mọi người. Đây có dấu chân đi qua luôn nè. Mày chắc cú là bên đó có người rồi. Đó, có dấu chân của mấy đứa đi qua để trốn bên đây nè. Đây mọi người xem cái chuồng gà này. Chỗ nào đây? Ở đây Sang bắt thêm một đứa nữa nha mọi người, là nhóc sâu. Nãy giờ ngủ ngon không? Ngủ ngon à? Lúc mà Sang nhìn vào trong cái máy Sang thấy con sâu đang ngủ mà. Đang ngủ rất thật ngon luôn. Nãy giờ đợi anh lâu không? Rồi đi ra, thêm một đứa nữa. Vậy là Sang đã kiếm được 3 đứa rồi nha mọi người. Chắc nãy giờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi Sang kiếm được 3 đứa. Đi mà người thấy là áo ướt hết mồ hôi luôn này. Tại vì khu này nó rộng quá. Rồi đi theo anh luôn này, chỗ này xa lắm rồi. Rồi sau nó chạy tận tít lên phía trên đây luôn mọi người. Đứt đâu mang vô? Đứt luôn hả? Thôi đi. Giờ Sang với lại sau lại tiếp tục đi kiếm nha. Đi tới đây Sang lại tiếp tục phát hiện có một cái nhà đó nha mọi người. Cái này là dạng như là cái nhà mà người ta làm nổi phía trên mặt nước á. Xong rồi nó bị trôi đi á, nên nó dạt vào phía trong đây này. Cái này thì cũng không phải của ai đâu. Phía trên nó có một cái bình xịt hay cái gì nữa phía trên. Còn đây là ui còn nguyên vẹn đẹp chứ. Đây là phía trong của nó nè mọi người, trống trải luôn ha. Còn đây cửa vào, phía trên đây còn mái luôn ha. Cái này ngon luôn á sao. Cái này ở được luôn á xong. Người phía trong ui hôi lắm. Ê Minh hả? Hôi vậy cũng ở được nữa hả? Thôi ra đi. Ở đây sẽ bắt được Minh đó mọi người. Trốn mấy cái chỗ mà được gọi là ui có cửa đàng hoàng luôn hả? Rồi ra luôn. Rồi đứng đây. Trốn ở đây, trốn mấy cái chỗ mà được gọi là quá dễ kiếm luôn mọi người. Tại vì mấy cái nhà này á, anh nói thiệt là anh nhìn từ xa là anh thấy rồi. Anh thấy nó cái là anh chạy lại anh kiếm liền. Tại vì đầu tiên là mấy đứa nó sẽ suy nghĩ là vô đây mát đúng không? Dạ. Nằm ngủ thoải mái đúng không? Dạ. Nên Sang đứng từ dưới kia rồi mọi người là Sang thấy được cái nhà này rồi. Nên ghé vô bắt luôn. Bị bắt rồi buồn hay sao Minh? Dạ buồn. Buồn hả? Dạ. Thôi đi về nè. Rồi hai đứa đi về chỗ bắt đầu của mình nha. Dạ. Giờ là còn mấy đứa nữa ta. Anh đã bắt được nãy giờ là bắt được Quỳnh nè, Dảnh nè, Sâu với lại Minh. Vậy là còn 4 đứa nữa nha mọi người. Cái nhà trôi đi nữa mọi người. Không thấy hả? Lúc anh đút đầu vô anh cũng đâu thấy Minh đâu. Xong rồi nhìn lại một lần nữa mới thấy. Ôi đừng để làm sập. Để xem mà có đứa nào trốn ở đây hay không. Cái này sao nó trôi về đây được hay ha? Không có nha mọi người. Cái này thì không có chỗ trốn đây. Phía trong đây thì nó có
Giống như là cái chuồng dê của người ta vậy đó, người ta có lót bạc ở dưới nữa. Đi. Rồi thì Sang sẽ qua bên bờ phía bên đây suối để kiếm nha. Đã giờ thời gian cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua đó. Cái chỗ này khá là rộng luôn. Giờ thì sẽ kiếm mé bên đây, từ đây dài lên tới bên kia nha. Rồi, ở đây thì có hai khe suối luôn nha. Nên giờ thì Sang sẽ đi cái khe phía trên đây này. Còn cái khe dưới thì một hồi mình sẽ đi sau. Tại vì con cuối suối này nó sẽ chia ra thành nhiều nhánh á. Do cái khe này chia ra nên Sang sẽ phải đi kiếm hết luôn phía chỗ này. Phía trên đây là ruộng rồi mọi người. À, giữa đồng cỏ mà có ruộng nha. Phía trên đây là ruộng. Phía dưới kia là đồng cỏ. Ô, nước đục nha mọi người. Ấy à, ở đây sao phát hiện một đứa cầm máy quay rồi, lên đi Giang hả? Rồi thằng nào đây nào? Tâm hả? Nằm dưới nước nãy giờ luôn hả? Dạ. Mát không? Dạ. À, cuối cùng thì Sang kiếm thêm được hai đứa nữa nha mọi người, là được 6 đứa rồi, chỉ còn một đứa cuối cùng thôi. Hai đứa này thì kiếm rất là khó khăn với vất vả luôn á, tại vì nó kiếm nó trốn tận tích cái đồng cỏ cuối cùng phía trên đây nè, mà cái chỗ đồng cỏ ngập nước nữa. Hên là Sang nghe hai đứa này nó nói chuyện xong nghe tiếng Sang bắt đầu đi qua. Thôi đi về nè. Dạ. 6 đứa rồi nha mọi người, còn đứa cuối cùng thôi. Trời bây giờ cũng đã chiều rồi, mặt trời bắt đầu xuống rồi. Chắc bây giờ cũng là 4 giờ mấy chiều rồi đó. Còn Hùng nữa chưa kiếm thấy. Sang bắt đầu đi kiếm từ 12 giờ trưa mọi người, mà bây giờ là 4 giờ mấy chiều, là Sang đã kiếm hơn 4 tiếng mấy rồi. Đi đi, mày đưa nó trốn ở đây thật sự rất là khó kiếm luôn, tại vì nước nó màu lam. Thời gian nãy giờ đã trôi qua hơn 3 tiếng mấy, 4 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Còn mỗi nhóc Hùng thôi là Sang không kiếm được, không biết là Hùng trốn đâu. Sang thì nãy giờ đi khắp cái đồng cỏ này thì kiểu dạng như là hết sức rồi, 3 tiếng mấy đi bộ là không còn sức nữa, nên cho Hùng là người thắng cuộc nha. Dạ. Tại vì anh kiếm không nổi nữa. Nên bây giờ thì mấy đứa có nhiệm vụ là sẽ đi kiếm Hùng về đây nha. Dạ. Đầu tiên là xem Hùng là có phạm quy hay không, là có đi cách cái suối 200m hay không nha. Dạ. Nếu gần suối thì Hùng chiến thắng, còn nếu xa suối thì Hùng thua cuộc. Bây giờ thì mấy đứa đi kiếm giùm anh đi. Dạ. Nãy giờ Sang đi khắp cái khu này mọi người không kiếm được nhóc Hùng nha, không biết là trốn ở đâu. Sang kiếm đi kiếm lại mấy lần rất là kỹ nhưng mà vẫn không kiếm được. Giờ thì cho mấy đứa nó chia nhau ra đi kiếm. Nhiều người kiếm thì có lẽ là sẽ hay hơn một người đó. Trời ơi, mình thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thôi đi đi qua sang đi. Thay đầu này tụi mình nó bị nãy giờ thì Sang cũng đã kiếm được nhóc Hùng rồi nha mọi người. Hùng là người chiến thắng nha Hùng. Tại vì Hùng nó trốn kỹ quá mà Sang đi qua cái khu đó đi qua đi lại 2-3 lần luôn, không thấy dấu chân mà cũng không thấy được Hùng nhúng nhích trong cỏ nữa, nên bỏ qua cái chỗ của Hùng nha mọi người. Hùng nó trốn sát bên chỗ thằng Quỳnh luôn nhưng mà Sang không kiếm được Hùng. Nên lúc đầu anh nói người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng là 1 triệu đồng đúng không? Dạ. Thì chỉ có mỗi Hùng thôi. Thì đây là phần thưởng của nhóc Hùng vì đã chiến thắng này. Người chiến thắng thì sẽ không phải chịu hình phạt đúng không? Dạ. Còn người thua cuộc, người thua cuộc thì hiểu rồi đúng không? Quỳnh cởi áo ra đi. Hùng sẽ là người chét sình lên tụi nó nha. Rồi 6 đứa này đứng sát ở đây. Rồi bỏ dép ra đi. Rồi Hùng qua đây, Hùng qua đây. Giờ thì mấy đứa thua là có chơi có chịu nha. Rồi giờ thì Hùng lấy sình đây đi, đất sét nha, mà không phải sình nha, để chét kính luôn, tóc cũng chét luôn nha, chừa hai con mắt lên thôi, chét cho cứng ngắc luôn, rồi phơi nắng 15 phút, anh sẽ chét mình. Đây, cái đây là cái đất sét cho mọi người, đất sét này thì nó dính cứng lắm á. Rồi Hùng sẽ chét dảnh đây này, dày lên Hùng, một hồi nó khô là nó mới dính vô cộng lông, một hồi mình gỡ ra. Chét luôn cả nách luôn nha. Rồi Minh à, rồi mặt lại chét luôn, nhắm mắt lại nha. Rồi có chơi thì có chịu thôi. Ngắm răng lại, ngắm răng lại. Rồi tóc cũng chét luôn, về cho gội đầu luôn.
Một hồi là tóc của mình sẽ cứng giống như là đẹp trai ghê. đây gồng lên hai cái tay gồng lên rồi, gồng lên 6 múi đâu, 6 múi rồi, ok 6 múi rồi, rồi xây lưng ở đây chát làm sao mà cho đều nha, mấy đứa kia tự chát đi, rồi hồi chỗ nào không đều là anh chát lại đấy. Một hồi là mình sẽ có một cái bộ lớp da ngửa lên. Nhắm mắt lại, nhắm răng lại. Sao chưa mang cái nào? Cái nào em có chân rồi, đứng lên. Rồi, giở hai cái tay lên, giở hai cái tay lên, chát cái bụng. Rồi, chát cái bụng nó đó mấy đứa. Tôi chụp cây rồi. Đứa nào rồi cũng tới được thôi. Rồi tay rồi, được rồi, rồi dễ xong muối rồi, đứng lên chút, rồi dễ xong muối rồi, ok có xong muối rồi, qua một bên, không có phủ gì nha, rồi đứng qua một bên đi, được rồi đó, rồi qua một bên. Còn đây là nhóm Tâm nha mọi người. Tâm nhìn đây coi, Tâm nhìn thẳng cái đây coi Tâm. Đây là mọi người thấy Tâm không? Rồi, chét cho đều nè, cái chỗ nào không có là chét cho đều chứ. Đây, rồi cái cổ, ngửa cổ lên. Đó. Sao? Cái cảm giác là sao? Mát lắm đúng không? Dạ. Xoay lại. Rồi, Tâm chét kiểu gì mà sau lưng đâu có rồi. Không có gỡ nha. Chét rồi là không có gỡ nha, đi đâu rồi kia. Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa cũng đã trang trí cho 6 người thua cuộc rồi nha mọi người. Thì đây là 6 người thua cuộc của Sang nè. Đây là đầu tiên là Tâm nè. Cái mốt này gọi là mốt gì đây? Hả? Cá trình điện hả? Xoay một vòng cho mọi người xem. Đó. Cái này là gọi là lông nách đúng không? Còn dảnh là siêu nhân gao hả? Ở đây dảnh là có cái màu gà phía trên nha mọi người. Đó, chắc từ trên xuống dưới. Còn này dạ. Em tên là gì? Em là Da Đen. Da Đen hả? Dạ. Rồi, ôi, tóc nè. Đây mọi người xem cái sớ tóc của mình nè. Đó, mọi người thấy đẹp không? Vô từng sớ luôn nha. Cái này không biết gọi có ra hay không. Đó, tới da đầu cũng có luôn. Rồi, răng là cái gì? Đâu rồi? Cái đầu môi à? Đó, tóc cứng như xi măng luôn. Đây, còn sau là gì? Người rừng hả? Dạ. Sao nhiều lông như vậy? Đây, chát cỏ đầy người luôn nè. Rồi xây một vòng. Đó, tặc răng. Còn quên là gì? Siêu nhân hả? Rồi giờ thì như lần đầu anh đã nói á, là mấy đứa bị á thì phải phơi. Khi nào mà cái sình nó khô á thì mới được gỡ ra, với lại mới được tắm nghe chưa? Giờ thì mấy đứa nó sẽ đứng đây để phơi nắng nha mọi người. Nắng buổi chiều thì không có nóng mấy, nhưng mà cái sình này thì cũng rất là nhanh khô đây. Rồi, cái mặt con văn bắt đầu khô lại. Rồi sao rồi? Nhìn đây. Cái mặt sao? Y như là con ma vậy mọi người. Đợi cho sình nó khô á thì mấy đứa, ba đứa nhỏ nó sẽ nhảy tặng mọi người ở đây một bài nha. Rồi nhảy đi. Tè tè tè. Sau 15 phút đã trôi qua rồi nha mọi người. Và bây giờ sẽ cho mọi người xem lại cái phần sình dính trên người của mấy đứa nha. Bây giờ sẽ như thế nào nha. Rồi, ngửa mặt lên đây. Đây là mặt của Minh nha mọi người. Mặt của Tâm nha mọi người. Giờ Sang không nhìn ra đứa nào với đứa nào rồi. Cảm giác cái sình này dính là sao Tâm? Dạ. Nó dính vô rồi, nó cảm giác là sao? Cảm giác cứng ngắc, mở mắt không được hả? Còn Minh, đây là Minh nè mọi người. Quay mặt qua đây mới thấy này. Đây, mọi người thấy Minh đẹp trai ghê không? Rồi, cảm giác sao Minh? Mà không mở mắt được luôn hả? Còn cái tóc là sướng không? Đây nè, cái tóc của đây là tóc giống như là tóc nước ngoài vậy mọi người, đất dính cục cục này. Còn đây là cái đầu màu gà này, đầu màu gà của dảnh này. Dảnh thì có 6 múi phía dưới nữa. Còn đây là sau khô hết rồi, văn cũng vậy, rồi Quỳnh cũng vậy. Giờ thì thử thách thì cũng đã xong rồi.
Thua thì có chịu đúng không mấy đứa? Nên bây giờ thì hoàn thành rồi nên Sang sẽ cho mấy đứa xuống dưới nước tắm nha. Rồi anh đếm 1, 2, 3 mấy đứa nhảy xuống tắm đi. Cho sạch bùn lầy rồi mới đi về. 1, 2, 3, nhảy. Rồi tắm rửa cho sạch sẽ nha. Sâu không? Cho nó sâu không? Rồi. Và là từ sáng tới giờ Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình đã đi một vòng cái đồng cỏ cho Sang để chơi trò chơi trốn tìm. Và hôm nay thì Sang thật sự từ đáy lòng mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ở đây vì đã lãng phí cái số tiền mình kiếm được nha mọi người. Nên mong mọi người rằng mọi người có thể bỏ qua cho Sang. Còn clip của Sang ngày hôm nay có lẽ cũng chỉ tới đây thôi. Nếu mọi người vẫn còn yêu quý Sang, mọi người hãy cho xin một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang nha. Thời gian sắp tới thì sẽ cố gắng làm những cái video nó ý nghĩa hơn, nó hay hơn. Sang với mấy đứa thật sự xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã góp ý cho Sang với mấy đứa nha. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.